Bắp ơi, ra mở cửa cho bà nội đi. Con để cái ghế đó, con đâu có mở được, con phải kéo cái ghế xích ra. Kéo cái ghế xích ra con, đẩy xích qua bên bên trái xíu. Rồi, được rồi, rồi. Khoan, đẩy vô lại xíu, đẩy vô lại xíu. Đẩy vô lại, con đứng đây con đâu có mở được. Thế là đâu có tới, đẩy cái ghế xích vô. Đẩy cái ghế xích vô con mới mở được chứ. Đúng rồi. Rồi, con đẩy cái ghế xích vô cái cửa, mở cửa cho bà nội nè. Rồi, được rồi, được rồi. Đó, cờ bắp nè, cờ bắp. Tuyệt chiêu của bắp mở cửa. Đó, dẹp ghế vô đã. Một người rất là đàng hoàng, rất là giỏi. Dẹp ghế vô trước, rồi mới chạy ra mở cửa. Rồi, kêu vô nhà đi. Kêu bà nội vô nhà đi. Bà nội vô nhà đi. Rồi, đóng cửa lại, đóng nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ. Rồi, à, nhẹ nhẹ, mà má lấy tay ra, bà nội lấy tay ra cho nó đẩy vô. Rồi, vỗ tay cho bắp đi. Bắp, vỗ tay.